Nhẫn nhục. Nhẫn điều sỉ nhục người ta. Nhẫn ba la mật, người ta sỉ hoài. Nhẫn như đất ở bên ngoài, bao nhiêu cấu uế độ hoài không chê. Nhẫn như nước ở bờ đê, người ta tẩy rửa vật ghê chẳng nhàm. Nhẫn như lửa đốt vô kham, bất kỳ uế tịnh chẳng than thở gì. Nhẫn như gió cuốn mùi đi, không chừa thơm thối, mùi gì cũng mang. Nay người học đạo muốn sang, bến bờ giải thoát, chớ màng nhục vinh. Có khi người trọng, người khinh, khi yêu, khi ghét, tâm mình chớ lao. Nhẫn là pháp Phật truyền trao, nhẫn là sức mạnh, tối cao ở đời. Cung kính. Những người cao quý trên đời là xưa kính trọng những người đức cao. Nếu không kính trọng người nào thì người ấy đã thuộc vào tiện nhân. Sinh ra muôn kiếp ngu đần, thấp hèn hạ liệt, khinh chê nhiều đời. Trí nhân kính trọng đúng nơi, kính người đáng kính trên đời là ai? Một là kính trọng Như Lai, vì Ngài cao thượng, không ai sánh bằng. Hai là kính Pháp, kính Tăng, kính ngôi Tam Bảo, hiện đang ở đời. Kính Thầy Tổ, kính Mẹ Cha, kính bề trên ấy, cũng là đạo nhân. Kính ai đã tạo phước ân, kính ai đức hạnh, chánh chân ở đời. Kính người là đã kính ta, có lòng cung kính mới là hiền nhân. Cúng dường. Cúng dường Tam Bảo phước lành thay, Phật Pháp lưu truyền xưa đến nay. Cũng bởi tính tâm hàng Phật tử, cúng dường tạo dựng phước lâu dài, hộ trì giáo Pháp khỏi mờ phai. Cúng dường hợp trí nguyện tương lai, diệt trừ phiền não hết bi ai, thoát ly tam giới luân hồi khổ. Ngưỡng mong giáo Pháp trụ lâu dài, cúng dường chia phước đến cả hai, thân nhân quá vãng và hiện tại, hưởng phần phước ấy đến muôn mai. Mong cho tất cả người vui hưởng phước phần công đức cúng dân này. Sống hợp hòa. Sống trong hòa hợp vui biết bao, hợp hòa an ổn sống vui sao. Thuận lòng theo ý không kình chống, cuộc sống an vui sống hợp hòa. Cuộc sống an hòa không trái nhau, lòng từ ái kính trước và sau. Lỗi lầm buông xả lỗi lầm nhau, không soi không mối không tìm lỗi. Cuộc sống an vui sống hợp hòa. Tâm tư tình ý mình buông xả, thuận lòng thuận ý thuận tình chung. Sống trong chánh pháp cùng an ổn, đại chúng bao dung sống hợp hòa.